Vào ngày thứ nhất trong tuần Hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em Mau Cách Jerusalem chừng 11 cây số Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán Thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời. Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt thiên chúa và toàn dân thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc israel hơn nữa những việc ấy xảy đến nay là ngày thứ ba rồi thật thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm không thấy xác người đâu cả về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: Các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi tới làng nọ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người, Mời ông ở lại với chúng tôi, Vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ, người mới vào và ở lại cùng họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ rau và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao. Ngay lúc ấy họ đứng dậy Quay trở lại Jerusalem Gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó Những người này bảo hai ông Chúa đã chối dậy thật rồi Và đã hiện ra với ông Simon Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. đó là lời Chúa. Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay có một sự trùng hợp ngẫu nhiên về phục vụ. Khai mạc tuần trầu của giáo sứ Hoàng Xá phục vụ lời Chúa, Chúa Nhật Ba mùa phục sinh của năm nay, giáo hội cho chúng ta nghe lại trình thuật về Thánh Luca kể về hành trình hồi hương của hai môn đề theo Chúa về làng Em Mau vậy thì qua trình thuật này có liên hệ gì đến tuần châu của giáo xứ chúng ta không thưa có thứ nhất lời chúa và bí tích thánh thể dẫn chúng ta đến mầu nhiệm phục sinh thứ hai lời chúa và bí tích thánh thể thôi thúc chúng ta loan báo mầu nhiệm phục sinh ấy trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe Tình thuật của Thánh Luca cho chúng ta thấy không gian thì trời đã về chiều, ngày sắp tàn. Đêm tối sắp đến, tâm hồn của hai muôn đệ thì bị chìm trong đêm tối. Cái đêm tối của nghi ngờ, đêm tối của thất vọng, bởi vì các ông đặt tất cả niềm tin vào Thầy Giêsu mà cuối cùng Thầy bị đánh đập, đóng đinh giết chết trên thập giá tất cả niềm tin và hy vọng đó bị tan biến mất chỉ còn lại nghi ngờ và tuyệt vọng đêm tối ấy đáng sợ hơn là đêm tối về mặt không gian và thời gian của tự nhiên ấy thế nhưng trên hành trình hồi hương buồn chán đến như vậy lại xuất hiện một người lạ đồng hành trên nẻo đường u tối ông nhắc lại kinh thánh và giải thích cho hai muôn đề để lòng bớt nặng triệu và để cho các ông bừng cháy lên. Một trong hai người thốt lên rằng dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Kính thưa Cộng đoàn, ngang qua cuộc đời của mọi người trong chúng ta cũng có những vị khách lạ hay là những người rất quen có thể là cha sư, quý sơ hay là những người đạo đức thánh thiện đến để hướng dẫn chúng ta trong đời sống đức tin, giúp cho chúng ta thực hành đức tin tốt hơn, trở nên một người ký tố hữu thánh thiện, biết biến đổi đời sống hàng ngày, biết lược bỏ những thói hư tật xấu, đặc biệt là có Chúa Giêsu thánh thể và lời Chúa hướng dẫn chúng ta nghe trong kinh thánh có nói lời chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng dẫn đường cho con đi đó những phương thức mà chúa gửi đến cho mọi người trong chúng ta mà chúng ta không biến đổi đời sống không bỏ thói hư tật xấu của mình nhất là những thói hư tật xấu khó bỏ nhất những thói hư đó làm lây lan ra có thể nói cả cộng đồng cả giáo sứ như con virus corona mà chúng ta thấy cả thế giới đang điên đảo để chống đỡ nói đến đây con xin chia sẻ với cổng đoàn một câu chuyện mà cả giáo sứ nói láo vậy là có một hôm kia một ông cha khách tới để đi tìm giáo sứ của cha bạn mình tới thăm vậy là ngài thì không nhớ địa chỉ cho lắm ngài đi và là ngài quên mất lạc đường ngài tới trên vệ đường mới gặp một em thiếu nhi mới hỏi con giáo xứ đó ở đâu à, con có biết cha sứ đó không thế là thằng nhỏ thiếu nhi nó đang chơi nó mải chơi nó lau mồ hôi nó kêu đều biết vậy là ông cha ông đi ông lại đi tìm mà không biết ở đâu vậy là gặp anh thanh niên đang đá bóng cùng với các bạn trong sân bóng vậy là trong lúc giải lao cha lại cha hỏi, ê bạn cho mình hỏi uh, giáo xứ đó cha xứ đó con có biết không? con nếu biết thì chỉ đường cho tôi được không? vậy là anh thanh niên bực miệng phát đéo biết vậy là cha xứ đó ở uh, cha đó cha lại đi đi một đoàn nửa thấy một bà cụ đang đi trên vẻ đường lom khom đi cha xứ à, cha khách lại hỏi cha xứ và giáo xứ kia vậy là bà cụ mới ngước lên tôi đéo biết vậy là cha này buồn không biết làm sao vậy là tới thấy thạch tạ ơn chúa thấy ngôi thánh đường vậy là cha mới vào đi vào đến cổng nhà sư thấy gặp ma sơ, à, gặp ma sơ ấy hỏi à, sơ sơ cho con hỏi à, cha xứ có nhà không. lúc này thì thấy mình giờ không biết có biết hay không, tôi đéo biết. vậy là vào trong gò cửa thế là gặp cha xứ hai người bạn tức là bắt tay mặt mừng gặp nhau uống nước một lúc thì cha này mới nói Thao sư của cậu sao lại cả sư nói láo vậy? Phải không cha sư nói? Thì đúng rồi đó, con cũng lên tòa giảng, con nói nhiều lắm, lệ thỉnh thoảng con cứ nhắc đừng nó nói láo, nhưng mà nó đéo nghe. <laughs> Kính thưa ông bà anh chị em, một câu chuyện vui thôi, nhưng mà đó là cái sự lây lan. À, vì thói hư tật xấu mà nhiều lúc chúng ta không biết thưa ông bà anh chị em vị khách là củng cố niềm tin an ủi hai môn đệ trên đường em mau bằng lời chúa và bí tích thánh thể để các ông nhận ra thầy yêu quý của mình đã sống lại hay nói cách khác hai ông đã tràn trề niềm hy vọng khi mà thầy của mình đã chết hôm nay phục sinh mỗi ngày chúa phục sinh vẫn an ủi và vỗ về chúng ta trong thánh lễ hàng ngày vì cuộc đời của chúng ta là những chuỗi ngày như hai môn đề kia chúng ta cùng có lúc sống trong nghi ngờ buồn tẻ thất vọng và chán nản vân vân đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thế giới dường như điên đảo cuộc sống mưu sinh khó khăn vì cái con vịt cô Hoành hành vịt cô là gì vịt cô là covid 19 chín mà chúng ta thấy con virus đó tàn phá cả thế giới. Chúa cùng mời gọi chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ nhà thờ, nhưng mà tiếc thay tạm thời không tới được. Giáo hội lại cho phép chúng ta à, tham dự thánh lễ trực tuyến à, qua màn hình tại gia đình, để cho mọi người trong chúng ta được lắng nghe lời Chúa, được cho chúng ta rước lễ thiêng liêng và nuôi dưỡng đức tin của chúng ta mỗi ngày một triển nở hơn không chi có thể là mỗi ngày không có lễ không tham dự thánh lễ không nghe lời Chúa chúng ta có thể là quên mất à, quên mất Chúa. Nói đến thánh lễ trực tuyến con lại có câu chuyện à, vui như sau. Một gia đình kia có năm thành viên bố mẹ và ba đứa con. Thường là dâng lễ trực tuyến à, tại nhà. Vậy là một hôm chủ nhật kia mẹ thì đi làm ca đêm, vậy là bốn bố con ở nhà à, dâng lễ trực tuyến. Trước lúc dâng lễ thì ăn cơm tối, vậy là bố thì làm chút rượu, ừ. vậy là bật tivi lên trải chiếu ra bốn bố con vừa dâng lễ qua màn hình Vậy bố thì là làm chút rượu rồi cho nên đầu cứ gật gật à, Ba đứa con nó cứ nhìn nó cứ cười Nhưng mà đến lúc mà công bố lời Chúa Thì à, cha công bố tin mừng đọc Chúa ở cùng anh chị em Cậu con trai quay sang bố Chúa ở cùng anh chị em rồi bố kìa Là ông bố bảo Cái gì? Chúa ở cùng anh chị em rồi Đâu 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 Đó cha vừa mới nói Nói sao? Chú ở cùng anh chị em thì mày bố ở cùng chị em mày thì mày trả lời còn tao thì tao ngủ chứ kính thưa ông bà anh chị em chúng ta à, có nhiều lúc chúng ta được ở nhà được dâng lễ trực tuyến nhưng mà chúng ta à, có thức hay không à, nói đến đây có thể là có một số ông bà anh chị em đang dâng lễ trực tuyến mà ngủ thì thức dậy nhé thứ hai, lời chúa và bí tích thánh thể thôi thúc chúng ta loan báo mầu nhiệm phục sinh. Khi đã nhận ra Chúa Kitô phục sinh, hai môn đệ liền tức tốc trở lại Jerusalem và chia sẻ tin vui đó với các anh em đồng môn của mình. Đó chính là thái độ hay nói cách khác là lối sống của người Kitô hữu đích thực thánh thiện vì đã nhận ra người đã là đấng cứu thế đã phục sinh vậy nếu trong đời sống hàng ngày của ta ta không hăng say sống theo tinh thần phúc âm ta không hăng hái thực thi mệnh lệnh của Chúa Giêsu phục sinh ta không sống sốt sáng đến với người khác để chia sẻ niềm vui phục sinh chia sẻ đức tin chia sẻ niềm xác tín với họ làm cho họ cũng như nhận để cho họ nhận biết Chúa, nhận biết Đức Kitô và yêu mến người thì kể là ta chưa hề nhận ra người là đấng phục sinh và chúng ta cũng không phải là tông đồ của Chúa Giêsu Thánh Thể mà bao lâu Chúa nhận, chưa nhận biết người thì ta chưa được ơn cứu độ mặc dầu mang tên là người Kitô hữu có được rửa tội, có đi nhà thờ, có đọc kinh vân vân. Nhưng làm sao ta lại không nhận ra người khi đã mang danh Kitô hữu? Chính những điều đã làm cho hai môn đề trong bài tin mừng ngày hôm nay, mặc dầu là môn đề của Chúa, nhưng hai ông đã bị che khuất bởi những u sầu, những thất vọng. Những điều đó làm cho hai ông không nhận biết Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, mỗi người trong chúng ta cũng thế. Nhiều lúc những đam mê, những thiên kiến, những đức tính xấu, những tội lỗi làm cho chúng ta không nhận biết Ngài. Mắt linh hồn của chúng ta bị mù tối. Xin được kết thúc bằng lời cầu nguyện của cha Pio mà con cải biến một chút để chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể nhất là trong tuần chầu mà giáo sư chúng ta đại diện cho giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin ở lại với con lấy Chúa Giêsu Thánh Thể vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa Chúa thấy con dễ bỏ Chúa chừng nào Xin ở lại với con Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể Vì con yếu đuối Con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi vấp ngã Không có Chúa con đâu còn nồng nhiệt hăng say Xin ở lại với con Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể Vì trời đã xế chiều Và ngày sắp tàn cuộc đời qua đi vĩnh cửu gần đến con cần thêm sức mạnh để khỏi dừng lại dọc đường xin ở lại với con lạy chúa giêsu thánh thể vì con cần chúa trong đêm tối cuộc đời con không dám xin những ơn siêu phàm xin chỉ ơn được ngài hiện diện xin ở lại với con lạy chúa giêsu thánh thể vì con chỉ tìm chúa yêu chúa và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc yêu chúa hơn amen xin cảm ơn cộng đoàn